Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve đã quyết định ngừng tăng lãi suất trong kỳ họp FOMC meeting vừa qua, cũng như hé lộ những kế hoạch giảm lãi suất từ 2 cho tới 3 lần trong phần còn lại của năm 2024. Điều này dẫn đến thị trường ở một trạng thái rất là hưng phấn và SPY liên tục tạo new all time high. Bên cạnh đó, đối với performance của nhóm thì đây cũng là cái kỳ FOMC meeting thứ 9 mà nhóm trade trên vượt quá cái mong đợi và một cái ngày giao dịch rất là thành công. Hello, xin chào tất cả các anh chị, chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Em là Brandy và đây sẽ là nơi mà em chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm về stock, option, future và cả long term investing nữa. Đến hẹn lại lên vào mỗi ngày chủ nhật hàng tuần, chúng ta lại gặp nhau trong video phân tích chuyên sâu. Và trong tuần này, trong cái video ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều các cái nội dung hấp dẫn đang chờ đón anh chị ha. Thì như thường lệ, chúng ta trong mỗi video thì chúng ta sẽ có 3 phần chính như sau. Ở phần đầu tiên thì em sẽ gửi đến cho anh chị cái phần trade recap của nhóm, nơi mà em sẽ thuật lại toàn bộ những cái lệnh đánh của nhóm cũng như là cái kết quả giao dịch và cái biên độ lợi nhuận. Ở phần thứ hai, em sẽ update cho anh chị về những cái tin tức về sự kiện tài chính cũng như là báo cáo tài chính nổi bật cho tuần giao dịch tiếp theo. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thị trường dưới góc nhìn kỹ thuật technical analysis để xem thử sau một tuần giao dịch rất là nhiều cái sự kiện xảy ra thì thị trường hiện tại nó đang đi theo một cái xu hướng như thế nào. Không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bước ngay đến với phần đầu tiên, đó chính là trade recap của nhóm. 444 điểm trên NQ là những gì mà nhóm đã đem về trong cái tuần giao dịch vừa qua. Đây là một con số đối với bản thân em rất ấn tượng. Đặc biệt là vào 3 ngày thứ 3, thứ 4 và thứ 5, lần lượt nhóm đã đem về 101, 150 và 103 điểm trên NQ. Ngày thứ 2 cũng không phải quá tệ khi là 75 điểm và ngày thứ 6 chốt lại một tuần giao dịch trên cả tuyệt vời với 15 điểm của NQ. Thông thường, mỗi tuần nhóm chúng em chỉ target tầm khoảng 150 cho tới 200 điểm, nhưng mà tuần này là một tuần giao dịch trên cả tuyệt vời, đúng không ạ? Đặc biệt nhóm đã trải qua cái ngày FOMC meeting trading thứ 9 liên tục mà không biết mùi thất bại. Đây là cái kỳ chiến thắng thứ 9 liên tiếp. Đối với những người khác đó, khi mà FOMC meeting nó được diễn ra đó thì thông thường họ sẽ đóng máy và chỉ ngồi nghe kết quả thôi, nhưng mà nhóm chúng em vừa trade vừa phân tích những cái gì mà Jay Powell trả lời trước thông tấn báo chí và vừa phân tích những cái dữ liệu liên quan tới vĩ mô để coi thử cái hướng đi nó như thế nào và volume nó đổ vào cái hướng nào nhiều để mình có thể trade. Thì đây hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Nếu như mà ngẫu nhiên thì không thể nào có 9 kỳ thắng liên tục được, đúng không ạ? Ngẫu nhiên nó phải là 50-50, còn đây đang là 100 và 0. Thì đó là những cái mà em muốn confirm với anh chị. Thì nếu anh chị nào chưa biết, đây là một cái mảng future, một cái mảng cực kỳ tiềm năng. Thì ở đây tụi em trade chủ yếu là mã NQ, tức là Nasdaq. Nếu như mà anh chị từ bên stock qua đó, thì Nasdaq đó chính là QQQ đó anh chị. QQQ nó duplicate lại cái chart của cái con Nasdaq này, tức là nó mượn lại cái chart để nó chuyển qua thành cái ETF mà thôi, chứ còn thật ra cái price action là nó chạy theo NQ hết nha anh chị ha. Và ở đây nếu như mà anh chị nào vẫn còn đang struggle với option thì đây là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để mọi người có thể tham gia vào nhóm và bắt đầu tìm hiểu về cái mảng future, một cái mảng rất là tiềm năng mà không cần phải bỏ vốn nhiều anh chị ha. Ở đây thì em có để một cái đường link là brandytrades.com, cũng như ở dưới cái phần mô tả em để luôn cái số điện thoại của mình ở phía bên dưới. Nếu như anh chị nào cần hỗ trợ thì có thể text em trước, rồi sau đó em sẽ liên lạc với anh chị để có thể tư vấn cũng như hỗ trợ giải thích kỹ hơn cái mảng future là gì, tại sao em nói future nó tốt hơn option và tại sao em nói future không cần phải bỏ vốn nhiều. Ok, thì đây là toàn bộ phần đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Tiếp theo thì em sẽ phân tích cũng như là gửi đến cho anh chị schedule của những cái sự kiện tài chính và lịch trình báo cáo tài chính cho tuần giao dịch tiếp theo. Khởi đầu với lịch trình báo cáo tài chính thì tuần giao dịch tiếp theo bản thân em đánh giá là một tuần không quá là bận rộn, khi mà chỉ có một vài công ty em dành cái sự chú ý ở đây mà thôi. Ngày thứ ba sau khi thị trường đóng cửa là GameStop, ngày thứ tư trước khi thị trường đóng cửa là Carnival, mã của nó là CCL, và bên cạnh đó cũng sẽ là Cintas, mã là CTAS. Cuối cùng vào ngày thứ năm trước khi thị trường open là WBA, Walgreens. Và ngày thứ sáu hoàn toàn chúng ta không có một cái earning của một cái công ty nào cả. Bước sang lịch trình sự kiện tài chính thì
so với lịch trình báo cáo tài chính, lịch trình sự kiện tài chính bận rộn hơn rất là nhiều. Đặc biệt là sau một cái tuần vừa qua đã có rất là nhiều cái event rồi, và tuần tiếp theo sẽ có những cái event có cái sức nặng cũng khá là tương đối so với tuần vừa rồi. Không có cái nào tương tự như FOMC meeting, nhưng mà những cái buổi nói chuyện của Jay Powell hay là những cái Fed member cũng có thể move được market cho cái tuần giao dịch tiếp theo anh chị ha. Và cụ thể ở đây vào ngày thứ hai 10 giờ sáng chúng ta sẽ có new home sales report, ngày thứ ba sẽ là core durable goods order, bên cạnh đó sẽ là consumer confidence. Đây là một cái sự kiện cực kỳ quan trọng sẽ được diễn ra vào ngày thứ ba vào lúc 10 giờ sáng tính theo giờ miền Đông. Ngày thứ tư 6 giờ tối sẽ là Fed member Waller sẽ lên có một cái buổi nói chuyện. Ngày thứ năm GDP report, final GDP quarter over quarter, unemployment claim báo cáo thất nghiệp và final GDP price index vào lúc 8:30 sáng. Ngày thứ năm sẽ là một cái ngày mà em nghĩ thị trường cũng sẽ move rất là nhiều. Bên cạnh đó cùng ngày vào lúc 9:45 sẽ là Chicago PMI, 10 giờ sáng sẽ là pending home sales month over month và consumer sentiment. Kết thúc một cái tuần giao dịch với rất là nhiều sự kiện thì ngày thứ sáu vào lúc 8:30 sáng và 11:30 sáng sẽ là core PCE Price Index và Fed Jerome Powell lên tiếp tục có những cái buổi phát biểu, những cái buổi nói chuyện. Và cái sự kiện vào ngày thứ sáu á, core PCE á, mọi người phải chú ý bởi vì đây là cái thước đo rất là ưa thích của Federal Reserve. Người ta dùng cái chỉ số này để dự đoán về cái lạm phát, để dự đoán về những cái kế hoạch cắt giảm lãi suất cho cái thời gian trong tương lai. Cho nên anh chị chú ý những cái gì mà em nhấn mạnh ở đây ha. Thì đây cũng là cái phần thứ hai của video. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần quan trọng nhất ở trong mỗi video vào ngày chủ nhật, đó chính là phân tích thị trường dưới góc nhìn kỹ thuật technical analysis. Và dĩ nhiên rồi, mã đầu tiên sẽ là SPY S&P 500. Nhưng mà trước khi bước vào phần phân tích của SPY S&P 500 thì anh chị có thể dành ra tầm khoảng là 30 giây để like cái video này. Nếu như anh chị là lần đầu tiên đến với kênh thì nhấn luôn vào nút subscribe, nhấn luôn vào cái chuông thông báo để khi mà em release video mọi người có thể nhận được cái video một cách nhanh chóng nhất anh chị ha. Quay trở lại với câu chuyện của SPY thì trong tuần vừa qua anh chị có thể thấy được cái nến khung tuần là một cái nến rất là solid đúng không ạ? Khá là solid ở cái khu vực này, một cái nến xanh sau khi mà Federal Reserve quyết định là ngừng tăng lãi suất. Sau 2 tuần consolidate thì thị trường tiếp tục quyết định là đẩy lên và tạo những cái new all time high mới, những cái all time high, những cái đỉnh cao nhất mọi thời đại mới anh chị ha. Về lại những cái khung giờ nhỏ hơn như là khung daily thì ở đây á, ngày thứ tư và ngày thứ năm là hai cái ngày mà sorry mọi người, ngày thứ ba và ngày thứ tư là hai cái ngày mà chúng ta có thể thấy được rõ ràng nhất cái biên độ dao động của SPY. Ngày thứ ba nó vẫn là một cây xanh và ngày thứ tư sau khi FOMC meeting xong tiếp tục đóng cái nến khung ngày là một cây xanh rất là solid. Thậm chí bước sang ngày thứ năm thì SPY nó đã tạo một cái all time high mới, nó gap up lên luôn anh chị. Và ngày thứ năm, tuy vậy thì ngày thứ năm và ngày thứ sáu nó đã có những cái dấu hiệu pullback. Thì đối với bản thân em thấy những cái dấu hiệu pullback ở đây nó vẫn còn đang khá là yếu ớt, nó vẫn còn đang khá là yếu ớt. Và trong thời gian vừa qua khi mà thị trường nó đang lên, nó lên rất là kinh khủng, và khi mà nó pullback thì những cái nhịp pullback nó không thực sự rõ ràng. Và chúng ta dưới một cái góc nhìn là kỹ thuật đó, một cái người trader mà đánh theo phân tích kỹ thuật thì những cái nhịp pullback như thế này thì sẽ làm cho chúng ta rất là e ngại, đặc biệt là khi mà mình cầm những cái lệnh qua đêm đúng không ạ? Bởi vì mình muốn thấy thị trường có những cái nhịp pullback nó sâu hơn một chút xíu để nó đưa về những cái vùng giá mà mình có thể consider là những cái vùng giá discount. Ngày thứ sáu thì SPY nó đóng cửa ở cái vùng giá là 521.27 ở cái phiên regular hour. Trong khu vực after hour thì SPY nó pullback về lại tới khu vực 520.75. Đối với bản thân em thấy ở cái thời điểm hiện tại, cụ thể là vào ngày thứ hai và ngày thứ ba, nếu như mà SPY có thể pullback vào lại khu vực 518.23 hoặc sâu hơn nữa là 515.91 thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể nghĩ tới cái chuyện đánh lon, có nghĩa là đánh ngược lên lại đó anh chị. Bởi vì sao? Ở đây mình đã tạo ra những cái khu vực đáy sâu và đỉnh sâu cao hơn đáy trước và đỉnh trước và liên tục break out rất là clean, đặc biệt là vào cái phiên ngày thứ tư sau khi mà FOMC meeting đúng không ạ? Thì nếu như mà SPY hold được ở hai cái khu vực mà em nêu trên thì dĩ nhiên rồi cái target đầu tiên của mình cho cái ETF này nó sẽ là 524.13, và khi mà SPY tiếp tục break out qua khỏi cái all time high của nó thì những cái vùng giá chẵn như là 525, 526, 527 và 530 sẽ là những cái vùng giá mà anh chị chú
ý ha, psychological level. Còn trong trường hợp downside thì sao ạ? Trong trường hợp downside thì em muốn thấy SPY nó phải give up cái khu vực 515.91 hoặc tệ nhất là 518.23. Nếu như mà give up ở cái khu vực 518.23 là cái line màu cam trên màn hình của em nè, thì cái target đầu tiên của mình nó sẽ là khu vực 515.91. Và nếu như về tới khu vực này và đột nhiên seller nó lại đẩy vào với một cái lượng thanh khoản rất là áp đảo, thì không loại trừ khả năng SPY nó sẽ đẩy ngược trở về lại cái khu vực 508.50 cho tới khu vực 507.02. Mặc dù mình biết ở thời điểm hiện tại cái kịch bản này á nó đang rất khó xảy ra, nhưng mà trong cái bối cảnh tuần giao dịch tiếp theo vẫn sẽ là một cái tuần mà có rất nhiều các cái catalyst, các cái big catalyst, những cái sự kiện quan trọng đó anh chị, thì nó bất cứ điều gì nó cũng có thể xảy ra ha. Hơn nữa đó thì chúng ta có thể thấy được rằng SPY nó còn nguyên một cái gap up mà nó đã hình thành vào tháng 2 năm 2024 và nó vẫn chưa quay về để nó fill một phần nào của cái gap này trong khoảng thời gian vừa qua, cứ gap up rồi chạy đi luôn. Thì đây là một cái khoảng thời gian mặc dù chúng ta thấy thị trường tạo all time high liên tục, nhưng mà về cái khía cạnh kỹ thuật á thì nó không được clean cho lắm, đúng không ạ? Những cây xanh chen lẫn vào những cây đỏ thì phần nào đó nó sẽ làm cho chúng ta rất là khó trade, cho nên mọi người trade cẩn thận ha. Có thể sử dụng những cái trade plan của em để làm những cái tư liệu để coi thử là cái kế hoạch giao dịch của mọi người đối với bản thân em nó như thế nào, rồi mọi người từ đó tham khảo và đưa ra cho mình những cái quyết định trade nó đúng nhất anh chị ha. Thì đây là cái phần phân tích của em cho SPY. Tiếp theo sẽ là QQQ. Tuần vừa qua thì QQQ cũng đóng một cái nến khá là đẹp. Nếu như ở đây á mà không có hai cái sự yếu ớt đến từ hai cái mã là Apple và Tesla thì em nghĩ QQQ nó còn sẽ đẩy mạnh hơn nữa. But anyway thì tuần vừa qua một cây nến như thế này cũng là một cây nến khá là xuất sắc rồi, khi mà buyer người ta step in ngay tại khu vực 433 và đẩy giá lên đóng cửa ở khu vực 446 với rất là nhiều cái thanh khoản, cái lượng volume mua ở đây. Em sẽ pull up ra những cái key level và những cái khung giờ nhỏ hơn như là khung daily để anh chị có thể theo dõi nó rõ hơn. Ngày thứ 3 và ngày thứ 4 vẫn là hai cái phiên giao dịch mà giống như SPY thôi, đẩy lên rất là mạnh, đúng không ạ? Ngày thứ 5 vẫn là một cái phiên gap up, tuy nhiên thì sau khi gap up xong thị trường nó đã phần nào đó nó nhả lại, nó đã pull back ngược trở lại, và ngày thứ 6 là một cái ngày không quá nhiều cái price action cho cái mã cổ phiếu QQQ này. Vậy thì tuần giao dịch tiếp theo cái kế hoạch giao dịch của em nó sẽ là như thế nào đây? Về lại những cái khung giờ nhỏ hơn như là khung 4 giờ hoặc cụ thể ở đây là khung 1 giờ đi, cho mình thấy những cái key level nó rõ ràng hơn. Sau khi đóng cửa vào ngày thứ 6 thì QQQ có giá là 445.65. Thì đối với bản thân em thấy đó, nếu như mà QQQ vẫn còn hold được trên cái support level là 443.5 cho tới 448.21 thì cái cơ hội đánh short dường như là không có anh chị ha. Nếu như mà tuần sau QQQ nó về nó hold được ở khu vực này thì đây em consider là một cái cơ hội để chúng ta go long lên, và dĩ nhiên rồi cái target vẫn sẽ là cái all time high 449.35. Nếu như breakout khu vực này sẽ là 450, 451 cho tới 455, tiếp tục là những cái psychological level. Còn trong trường hợp mà QQQ không thể nào hold được ở cái khu vực 443.5 cho tới 444.21 này thì cái target đầu tiên mà mình đánh cho cái khu vực đi xuống nó sẽ là 440.60. Về tới khu vực này thì mọi người cũng sẽ hết sức cẩn thận, bởi vì em biết đây cũng sẽ là một cái khu vực mà buyer người ta sẽ stack rất là nhiều ở đây, cũng là một cái vùng mua. Bởi vì sao? Nhìn bên tay trái một chút xíu này anh chị, nhìn bên tay trái một chút xíu thì mọi người thấy rằng á, đây là cái khu vực mà giá nó đã di chuyển lên xuống cái khu vực này rất rất là nhiều, và cho tới cái thời điểm ngày thứ tư tuần vừa qua đó nó mới chính thức nó break out với một cái lượng volume rất rất là kinh khủng. Thì nếu như quay về đây test, đây sẽ là cái lần đầu tiên mà nó test, đúng không ạ? Có thể khi mà cái lần đầu tiên nó test đó, nó sẽ bounce rất là mạnh, cho nên mọi người chú ý cái chỗ này. Nếu như mà đánh short về lại khu vực 440.60 around cái khu vực này thì có thể cân nhắc tới việc chốt lời và mình đứng ngoài mình quan sát. Còn trong trường hợp á mà tới khu vực này những cái big catalyst nó được release, những cái news nó được release và nó clear luôn cái khu vực này á thì chúng ta sẽ dễ đánh hơn rất là nhiều. Nếu như mà clear được 440.60 thì SPY thì QQQ nó sẽ về tới cái khu vực target tiếp theo là 435, thấp hơn nữa sẽ là khu vực 433. Thì tương tự như SPY, QQQ nó cũng đang có một cái gap trên khung daily và nó cũng tạo ra ở cái khoảng thời điểm tháng 2, và cái gap này cũng chưa được fill một
cách hoàn toàn. Nó chỉ dip xuống một chút xíu ngay tại cái phiên giao dịch ngày 15 tháng 3 2024 thôi, chứ nó cũng chưa thực sự fill hết cái gap này. Cho nên đây cũng là một cái gap rất là potential, và em biết rằng có rất nhiều người đang mong chờ để fill cái gap này, và người ta sẽ bắt đầu go long từ cái gap này ngược trở lên lại ha. Nhưng mà để xem thử cái price action nó như thế nào. Và chúng ta, công việc của một người trader là luôn luôn phải đưa ra cái kế hoạch, cái nhận định cho cả hai hướng giao dịch nha anh chị. Mình không bias một hướng nào hết, mình luôn luôn phải có hai hướng giao dịch. Thì đó là cái một chút giải thích để anh chị khỏi hiểu lầm, à tại sao cái người này người ta vừa đánh lên vừa đánh xuống. Chứ thật ra đó, ở thị trường này chẳng ai biết ngày mai nó đi lên hay đi xuống hết anh chị. Mình thấy nó đang xanh gì đó, ngày mai tự nhiên chiến tranh ở đâu đó nổ ra, nó gáp đau cái đuổi. Thì nếu như mình không có cái những cái kế hoạch, những cái trade plan, thì chắc chắn mình sẽ rất là bị động trong cái ngày giao dịch của chúng ta, đúng không ạ? Thì đây chính là cái phần phân tích của em dành cho QQQ. Bây giờ mình sẽ qua phân tích những cái mã cổ phiếu cốt lõi, và đầu tiên sẽ là Apple. Đối với Apple thì cái nến tuần vừa qua là một cái nến khá là xấu, khi mà anh chị có thể thấy được rằng seller người ta step in rất là mạnh mẽ ngay tại khu vực 178.65.66, đúng không ạ? Và đóng cửa cái nến này ngày thứ 6 với cái vùng giá là 172.28. Đối với bản thân em thấy đó, thì Apple trong cái khoảng thời gian vừa qua nó trải qua rất là nhiều các cái bad news. Và ở cái tuần giao dịch trước, ở cái video trước đó, em nói với anh chị rằng nếu như mà Apple muốn bullish ngược trở lại đó, thì nó phải hold được ở trên cái khu vực 174.32. Apple phần nào đó đã làm được cái việc này trong cái những cái ngày đầu tuần giao dịch. Tuy nhiên bước vào cái phiên ngày thứ 5 thì tiếp tục phải nhận lấy những cái bad news vào cái phiên pre-market, thì Apple lập tức nhận những cái volume sale rất là kinh khủng và đẩy ngược trở về lại cái khu vực 168 cho tới khu vực 170. Đây tuy nhiên vẫn là một cái khu vực hỗ trợ khá là tốt của Apple trong cái khoảng thời gian vừa qua. Nếu như trong tuần giao dịch tiếp theo Apple quyết định tiếp tục break down khỏi cái khu vực này, tức là give up, từ bỏ khỏi cái khu vực này, thì cái target tiếp theo của em cho cái mã cổ phiếu này nó sẽ rơi vào khu vực 162.29. Thì thực sự để mà nói đó, đối với bản thân em, Apple vẫn là một cái mã cổ phiếu mà khi mà những cái bad news như thế này nó được release nè, là cái cơ hội gần như là lâu lâu mới có một cái để chúng ta có thể tiếp tục chúng ta lót share Apple với những cái vùng giá tốt hơn, đúng không ạ? Cứ để cho những cái news nó digest hết, những cái news nó hấp thụ hết, rồi về lại những cái vùng giá tốt dựa trên cái khía cạnh kỹ thuật, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta nghĩ tới chuyện lót share của Apple vô. Thật ra ở cái vùng 167-168 này nó cũng là một cái khu vực hỗ trợ trên cái khung daily mà Apple nó đã tạo ra trong cái khoảng thời gian rất là lâu. Nhưng mà em muốn thấy rằng Apple nó hold ở đây nó như thế nào, hoặc là nó tạo những cái nhịp false breakdown trước khi mà quyết định xuống tiền đã lót thêm cái mã cổ phiếu Apple này vô. Còn trong trường hợp mà upside đó anh chị, Apple nó hold được luôn ở đây đó và nó quay ngược trở lại đó, thì cái target tiếp theo của mình cho những cái nhịp day trade nhỏ nhỏ đó, nó sẽ là 174.32. Cao hơn nữa sẽ là khu vực 178 và cuối cùng sẽ là khu vực 180. Và cái flip level của Apple cho tuần giao dịch tiếp theo nó vẫn giữ nguyên là khu vực 174.32 nha. Nếu như mà breakout quay về backtest khu vực 174.32 thì đối với bản thân em đây được consider là một cái setup A+. Đây cũng là phần phân tích của em cho Apple. Tiếp theo sẽ là NVDA. Đối với NVDA thì chúng ta nếu như mà nói không ngoa, đây là một cái mã cổ phiếu rất là lì lợm, đúng không ạ? Nhìn nó giống như là một cái penny stock vậy, chứ không ai nghĩ là một cái công ty với một cái mức vốn hóa rất là kinh khủng lên tới vài ngàn tỷ đô, với một cái biên độ di chuyển như thế này, tầm khoảng mười mấy cái nến trên khung tuần, tức là mười mấy tuần liên tục mà không có một cái nến đỏ nào xuất hiện. Và tuần giao dịch vừa qua như thường lệ vẫn là một tuần mà NVIDIA cho chúng ta thấy được rằng buyer vẫn còn đang rất là mạnh, đặc biệt là ngay khu vực 850 đóng cửa nến khung tuần là 942, 943 và đang ở trong trạng thái rất là sẵn sàng để tiếp tục phá cái all time high này và đẩy lên cái khu vực 1000 và 1200 như trong cái những cái video ở những cái tuần trước em nói. Em dự đoán trong cái năm này NVIDIA nó có thể nó sẽ hit được cái khu vực 1200. Quay về những cái khung giờ nhỏ hơn như là khung daily thì ngày hôm thứ 6 là một cái ngày mà NVIDIA nó đã cho chúng ta thấy được rằng á, cái khả năng mà buyer nó đẩy vô bất cứ lúc nào nó vẫn còn đang rất là kinh khủng, đúng không ạ? Một cây nến đỏ nhẹ nhẹ vào ngày thứ 5 nhưng mà tới ngày thứ 6 lại break out qua khỏi cái khu vực 925 là một cái resistance, một cái key level và đóng cửa nến rất là gần cái khu vực all time high. Thì đối với bản thân em thấy á, NVIDIA
cái momentum này là một cái momentum quá là mạnh rồi, không thể nào chối cãi được đúng không ạ? Nhưng mà ở đây mình phải đưa ra những cái plan nó build như thế nào thôi. Đối với bản thân em thấy đó, một cái nhịp hồi kỹ thuật về lại khu vực 924, nơi mà nó vừa mới break out và hold ở đây là một cái nhịp hồi không thể nào tuyệt vời hơn để đẩy lên ngược lại khu vực all time high 970 và thậm chí đẩy lên tới 1.000 cho tuần giao dịch tiếp theo. Nếu tuần sau mà Nvidia lên 1.000 đó chị, cũng không có gì là bất ngờ ha. Một trong những cái điều mà sớm hay muộn nó cũng phải xảy ra thôi. Tuần sau mà Nvidia về 500 á, mình mới bất ngờ, chứ còn lên 1.000 thì không có gì bất ngờ đúng không ạ? Trong trường hợp downside thì mọi người đánh chú ý, đánh downside thì của cái con Nvidia này á, phải rất là cẩn thận. Nếu như muốn đánh xuống đó, thì hãy chờ nó break down khu vực 925, quay ngược trở về backtest reject ở đây và đánh xuống về lại khu vực 910, thấp hơn nữa sẽ là khu vực 890 và cuối cùng sẽ là khu vực 850-860 nha. Khi mà mình đánh xuống, vừa đánh mình phải vừa nhìn nha anh chị, bởi vì buyer người ta step in vô rất là nhanh chóng và có thể bất cứ lúc nào, đặc biệt đối với cái con Nvidia này. Thì đây cũng là cái phần phân tích của em. Tiếp theo sẽ là AMD. Hơi khác Nvidia một chút xíu để trong ngoặc kép, thì AMD đem về một cái nến tuần vừa qua là một cái nến đỏ với cái biên độ giao dịch khá là lớn và cái seller người ta step in ở đây cũng rất rất là aggressive đúng không ạ? Khi mà cái nến khung tuần open ở cái vùng giá là 193.70 đem về với cái giá thấp nhất là 174.29 và chấp nhận đóng cửa ở cái vùng giá là 179.52. Đây cũng là một trong những cái động thái mà em thấy AMD trong thời gian vừa qua nó pullback kỹ thuật cũng khá là đẹp. Về lại những cái khung giờ nhỏ hơn như là khung daily, sau khi mà reject cái all time high ngay tại khu vực 230 thì giờ đây AMD trải qua những cái chuỗi ngày pullback kỹ thuật rất là đều đặn ở đây đúng không ạ? Nhưng mà ở đây mọi người có thể thấy được rằng AMD nó đã về lại cái khu vực consolidation, tức là cái khu vực mà nó trước khi nó break out đó anh chị, thì rất có thể đây là một cái vùng mà chúng ta có thể thấy AMD bounce lên trong những cái ngày giao dịch tiếp theo ở cái tuần giao dịch tuần sau ha. Về lại những cái khung giờ nhỏ hơn nữa và cũng như pull up những cái key level, thì cái khu vực 180-185 AMD nó đang give up dần dần rồi anh chị. Tuy nhiên thì khi mà nó về tới cái khu vực này á, nó không còn rớt quá mạnh nữa. Nó đang ở trong những cái giai đoạn là consolidate, tức là nó cố gắng nó hold ở cái level này. Bởi vì những cái người buyer người ta biết á, nếu như mà AMD nó give up cái khu vực này đó sẽ là một cái bất lợi rất là lớn. Bởi vì sao? Nó có thể rớt vào lại khu vực 164.25, thấp hơn nữa sẽ là khu vực 152.50 và không loại trừ khả năng sẽ là khu vực 140-145 ha. Còn trong trường hợp mà AMD á, nó hold được ở cái khu vực 180-185 này nè, thì tuần sau chúng ta không loại trừ khả năng sẽ thấy AMD quay ngược lại khu vực 192.52. Vậy thì những cái điều kiện để mình có thể biết được rằng á, AMD nó hold là như thế nào? Ở đây anh chị có thể thấy nếu như một cái nến khung giờ lớn, ví dụ như khung 1 giờ hoặc khung 4 giờ là một cái nến xanh, và sau đó chúng ta sẽ chờ những cái nhịp pullback nhỏ nhỏ ngay khúc này, và sau đó cái mình sẽ đặt cái target là khu vực 192.52, thậm chí cao hơn nữa sẽ là khu vực 200-210. Mình phải chờ những cái tín hiệu confirm của cái mã cổ phiếu này. Ngoài nhìn nến ra thì mọi người cũng có thể học thêm về volume profile, cũng có thể học thêm về bookmap. Đối với bản thân tụi em thì tụi em chỉ dùng price action và volume flow ở trên bookmap thôi. Và sắp tới nhóm cũng sẽ tổ chức cái lớp bookmap, và mọi người biết bookmap là một cái công cụ rất là tốt. Tuy nhiên thì giá nó rất là mắc đúng không ạ? Nhưng mà mọi người đừng lo, nhóm sẽ tổ chức lớp và offer cài bookmap miễn phí cho mọi người trị giá lên tới 2.000 đô. Riêng cái bookmap đó mà mọi người mua đó nó là 2.000 đô rồi. Nhưng mà nếu như mà anh chị đăng ký học cái lớp bookmap đó thì tụi em sẽ cài cho mọi người free luôn và xài như đồ mới luôn đúng không ạ? Đúng không ạ? Đây là một cái điều mà em nghĩ là chắc ở cái cộng đồng Vietbiz này cũng không ai dám offer như vậy đâu. Đây là một cái nhịp chơi khá là lớn của tụi em khi mà tổ chức lớp bookmap và offer cài luôn cái bookmap trị giá lên tới 2.000 đô. Nếu như mọi người muốn biết thêm thì hãy comment bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại của em luôn anh chị ha, để hiểu rõ hơn về cái cách thức hoạt động cũng như là cái cách đăng ký lớp. Ok, đây cũng là cái phần phân tích của em cho cái mã cổ phiếu AMD. Tiếp theo sẽ là Microsoft.
Đối với Microsoft thì em thấy đây là một cái mã cổ phiếu rất là kiên trì, rất là bền bỉ và rất là mạnh trong cái xu hướng đi lên. Tuần vừa qua tiếp tục Microsoft đã đem về một cái cây nến xanh, mặc dù ở cái tuần trước đó anh chị có thể thấy được rằng cái nến này nó phần nào nó bị reject qua ở ngay tại cái khu vực 420 đúng không ạ? Nhưng mà tuần giao dịch vừa qua đó Microsoft đã chính thức break out qua ngược lại cái khu vực này và đóng cây nến ở khu vực 428.74, liên tục tạo new all time high. Đây là một cái dấu hiệu rất là tích cực sau một cái khoảng thời gian consolidate lên tới 6 cho tới 7 tuần giao dịch của cái mã cổ phiếu này. Về lại những cái khung giờ về lại những cái khung giờ nhỏ hơn như là khung daily thì ở đây anh chị có thể thấy rất là dễ dàng, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm là những cái ngày mà rất là đẹp của cái mã Microsoft này. Ngày thứ sáu mặc dù là hai cái nến đỏ nhưng mà phần nào đó mọi người cũng có thể thấy là khi mà Microsoft á, nó quay về khu vực 426, 427 thì bây giờ người ta tiếp tục người ta đẩy vô, người ta mua rất là nhiều đúng không ạ? Những cái khung giờ nhỏ hơn thì nó đang show cho chúng ta những cái điều gì ở đây. Đối với bản thân Microsoft, một cái nhịp pullback ở đây đối với bản thân em vẫn là một cái nhịp pullback hợp lý, cụ thể là về khu vực 420.88, nơi mà nó vừa break out, nó chưa có một cái nhịp decent pullback nào cả. Tuy nhiên thì Microsoft á, để mà mua share đó là một cái công ty rất là tốt, để mà swing share hoặc day trade share là một cái công ty rất là tốt, nhưng mà day trade option thì anh chị cần phải cẩn thận, bởi vì cái spread của nó đó, cái sự difference giữa cái giá bid và cái giá ask của nó đã rất là xa, cho nên mọi người cẩn thận khi mà trade cái mã cổ phiếu này ha. Quay lại với cái câu chuyện về trade plan thì khi mà Microsoft nó quay về 420.88 này mà nó hold được thì chúng ta có thể target ngược trở lại khu vực 430.83, cái all time high của nó, và cao hơn nữa sẽ là khu vực 435 hoặc cụ thể là 440, những cái psychological level rất là dễ thấy ở trong cái thời gian gần đây đúng không ạ? Những cái mã cổ phiếu về tech nó rất là mạnh mẽ. Vậy thì trong trường hợp downside thì sao? Để mà đánh downside đó thì em muốn thấy Microsoft này nó break down below lại cái khu vực 420.88 và quay ngược trở lại reject, sau đó sẽ rớt ngược trở lại về cái target là 414-415, thấp hơn nữa sẽ là cái khu vực 404-405. Thì đây là những cái kịch bản mà em có thể nghĩ ra được và em thấy ra được cho con Microsoft dựa trên những cái gì mà nó đã build ở cái quá khứ của nó ha, tức là cái past price action. Nó show cho em thấy rằng nếu cái kịch bản này xảy ra nó có thể là như vậy, và nếu cái kịch bản kia xảy ra nó có thể là như thế kia. Thì đây cũng là cái phần phân tích của em cho Microsoft. Tiếp theo sẽ là Google đã nhanh chóng lấy lại vị thế của mình sau 2 tuần giao dịch rất là thành công. Ở đây thì tuần vừa qua Google tiếp tục là một tuần gap up và đẩy cây nến lên đóng cửa ở khu vực 151.77. Tuần giao dịch trước, ở cái video trước đó em cũng có nói với anh chị về cái kế hoạch giao dịch theo cái hướng long side của cái mã Google này, và cái target của em là con Google nó fill hết cái gap, nó fill hết cái gap down mà nó đã hình thành vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Và khi mà nó fill xong cái gap này đó anh chị lập tức volume bán á, nó đẩy ngược vô, và volume buy cũng những cái người mà đã mua được Google ở những cái vùng dưới này đó, họ cũng đã bắt đầu nghĩ tới chuyện chốt lời, dẫn đến Google những cái ngày giao dịch như là thứ tư và thứ năm và thứ sáu đó, nó là phần lớn á, là consolidate thôi ngay tại cái khu vực này, chứ nó không có đủ volume để nó break out qua nữa. Nếu như mà break out thì em nghĩ tuần sau sẽ là một cái tuần thích hợp để cho Google tiếp tục break out và tạo một cái new all time high mới anh chị ha. Về lại cái khung giờ nhỏ hơn là khung 1 giờ thì như em nói, Google nó đang consolidate rất là đẹp ngay tại cái khu vực 151-152. Nếu như mà volume kick in vô chỗ này thì Google nó sẽ có một cây nến xanh break out mạnh, và đây chính là cái signal, chính là cái dấu hiệu để cho chúng ta biết được rằng Google sẽ tiếp tục tạo những cái new all time high. Tuy nhiên thì khi là một người trader đó, mọi người hạn chế đánh cái strategy breakout hoặc là breakdown, rất dễ bị dính trap nha. Mình cố gắng tìm những cái vùng hỗ trợ và mình cố gắng tìm những cái vùng kháng cự và mình đánh từ ngay những cái vùng đó, chứ không đánh breakout. Tức là cụ thể ở đây như thế nào? Ví dụ đây là một cái vùng resistance đúng không ạ? Một cái vùng resistance là một cái vùng mà người ta sẽ bán xuống nhiều hơn. Thì ở đây có nhiều người, người ta sẽ muốn đánh break out, người ta là đánh ngược đi lên. Thì nó sẽ có những cái trường hợp như thế này: nó giả vờ, nó break out lên, sau đó nó đẩy ngược xuống lại. Thì đó là những cái setup mà algo, những cái nhà băng lớn, nó đã làm sẵn để nó trap retail trader. Một chút kinh nghiệm của em gửi tới cho mọi người thôi. Còn trong trường hợp downside của cái mã Google này đó anh chị, thì em muốn thấy Google nó stay below cái khu vực 146.72, có những cái động thái quay về backtest, và sau đó target của chúng ta nó sẽ là khu vực 142.63. Thấp hơn nữa thì chúng ta có thể
thấy Google về lại cái khu vực 140, 139. Tuy nhiên thì với cái cách mà Google nó hold được rất là tốt ngay tại cái zone 131, 132 và nó đẩy lên như thế này, thì cái khả năng mà để nó quay về 139, 140 ở cái tuần giao dịch tiếp theo nó cũng khá là khó. Tuy nhiên thì em once again em vẫn sẽ đưa cho những anh chị những cái key level để lỡ có chuyện gì xảy ra thì mọi người có thể biết cái level đó nó nằm ở đâu và mình có thể mình chủ động hơn trong cái lệnh của mình. Ok, mã tiếp theo em sẽ gửi đến cho mọi người sẽ là MEDA. Đối với MEDA thì cũng không có gì quá nhiều để chúng ta phân tích ở đây, vẫn là một cái giai đoạn consolidation rất là dễ thấy thôi. Tuần vừa qua thì MEDA vẫn là một cái nến xanh khá là đẹp. Buyer người ta step in ngay tại khu vực 481 và đóng cửa, chấp nhận đóng cửa giá cây nến khung tuần ở cái vùng giá là 509.58. Về lại cái khung daily thì chúng ta càng thấy rõ hơn cái nhịp consolidate của cái mã cổ phiếu MEDA này nữa. Trong tuần giao dịch tiếp theo thì em thấy rằng cái khả năng mà MEDA này nó tiếp tục nó đi lên á, nó quay lại nó test cái all time high á vẫn là rất là cao ngay tại khu vực 523.85. Thì nếu như mà break out luôn cái khu vực này đó, MEDA có thể lên lại khu vực 530, 540 và sau đó sẽ là khu vực 550 anh chị ha. Còn trong trường hợp mà MEDA muốn, nếu như mà mọi người muốn đánh xuống thì mình cũng phải rất là cân nhắc ha. Đối với bản thân em, nếu như mà muốn thấy mọi người muốn đánh xuống cái mã cổ phiếu MEDA này thì hãy chờ nó break below khu vực 504, quay ngược trở lại back test với những cái price action, với những cái lượng volume lớn và reject thì chúng ta có thể bắt đầu go short ngay tại khu vực này và target sẽ là 496, thấp hơn nữa sẽ là khu vực 482 cho tới khu vực 484 là những cái zone rất là dễ thấy trong khoảng thời gian vừa qua của cái mã cổ phiếu MEDA này. MEDA thì nó vẫn còn một cái gap down, một cái gap up mà nó đã hình thành trong cái khoảng thời gian là tháng 2 năm 2024 và nó vẫn chưa quay về để nó backtest lần nào, thì đây cũng là, nếu như mà MEDA nó quay được về cái zone này thì đây cũng là một cái zone rất là hứa hẹn để khi mà cái gap nó được fill và MEDA nó hold ở đâu đó ngay tại cái zone này thì mọi người có thể bắt đáy ngay tại cái khu vực này anh chị ha. Chắc chắn với mọi người đây sẽ là một cái khu vực mà có rất nhiều volume nó đang stack để nó chờ, nếu như một ngày nào đó MEDA nó quay trở lại ngược vào đây thì cái mã cổ phiếu này sẽ là một cái mã cổ phiếu rất là đáng để chúng ta trade ha. Tiếp theo, mã cổ phiếu mà em muốn gửi đến cho anh chị là Amazon. Tương tự như MEDA thì trong cái khoảng thời gian vừa qua, Amazon em thấy cũng consolidate khá là lâu. Cụ thể ở đây là tầm khoảng 4 tuần trong cái zone mà từ 172 cho tới 180. Nếu như mà Amazon clear được cái khu vực này đó anh chị, clear được cái khu vực 180 đó thì cái mã cổ phiếu này rất dễ lên lại cái khu vực all time high của nó nha. Amazon sẽ rất dễ lên lại cái khu vực all time high của nó tầm khoảng khu vực 188 và thậm chí là break out luôn cái khỏi cái khu vực all time high và tạo luôn cái all time high mới ha. Em nghĩ rằng trong thời gian tới thì sẽ có những cái tin tức liên quan tới Amazon và giúp cái mã cổ phiếu này có thể quay lại cái khu vực all time high và tạo những cái new all time high. Còn trong trường hợp downside thì sao? Trong trường hợp downside thì nếu như mà Amazon mà quyết định chạy trong cái range đó, thì mọi người cứ mạnh dạn trade từ cái khu vực 176 cho tới khu vực 180 thôi. Ở đây vào cái phiên pre-market vào cái ngày thứ 6 tuần vừa rồi đó, thì Amazon đã có những cái cây nến, những cái động thái quay ngược trở về lại cái zone 176, 176.5 để backtest và đẩy ngược lên lại. Trong trường hợp mà ngày tuần sau đó Amazon không thể break out qua khỏi khu vực 179.25 đó thì mọi người có thể nghĩ tới việc rằng Amazon nó sẽ có khả năng nó quay về nó test lại khu 176 cho tới 176.5 một lần nữa. Và nếu như không giữ được cái zone này, Amazon nó sẽ đi xuống cái zone dưới. Hiện tại thì Amazon nó chia ra hai cái zone rất là dễ thấy ở đây anh chị. Đầu tiên là từ 171.76 cho tới 176.22 và sau đó là từ 176.22 cho tới khu vực 180.20. Thì nếu như mà Amazon không hold được khu vực 176 này thì đây sẽ là cái cơ hội để chúng ta có thể nghĩ tới chuyện đánh short nó dễ hơn một chút xíu. Và target của mình đầu tiên nó sẽ là 173 và sau đó sẽ là khu vực 171.76 như em vừa mới nói. Amazon này nó cũng có một cái gap, nó cũng có một cái gap up, thậm chí là hai cái luôn và nó cũng chưa có quay về để nó fill cái gap này. Thực sự là những cái mã big tech trong cái khoảng thời gian vừa qua đó nó quá mạnh và điều này nó đã làm cho chúng ta thấy được rằng là những cái gap nó đã bị skip rất là lâu trong một cái khoảng thời gian rất là lâu, đúng không ạ? Khi mà em đề cập tới cái gap á, không có nghĩa 100% cái gap nó sẽ được fill nha anh chị. Nó có thể được fill hoặc không được fill, nhưng mà đó là một cái nơi để chúng ta rất là potential để cho chúng ta có thể thấy được, để cho chúng ta có thể thấy được những cái cơ hội để chúng ta giao dịch ha. Ok, thì đây cũng là cái phần phân tích cho Amazon. Tiếp theo sẽ là Tesla.
Tesla luôn luôn là một cái mã cổ phiếu mà nhận được rất là nhiều sự quan tâm của anh chị đúng không ạ? Đặc biệt là trong bối cảnh thời gian vừa qua thì Tesla nó rớt rất là nhiều với những cái bad news, và chúng ta vẫn đang cầm cái mã cổ phiếu này cho cái bộ long term portfolio của mình. Tuy nhiên thì trước khi phân tích của Tesla thì once again mọi người dành ra tầm khoảng là 30 giây để giúp em like cho cái video này, bởi vì theo thuật toán của YouTube á, người ta sẽ ưu tiên cho những cái video có nhiều lượt like. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một cái cộng đồng nhỏ nhỏ ở trên Facebook anh chị ha. Mọi người nếu như mà ai có chơi Facebook á, thì like và follow cái page này để nhận được những cái thông tin, những cái tin tức mỗi buổi sáng về cái thị trường trước khi mà chúng ta giao dịch ha. Cái tên của cái page, cái cộng đồng của chúng ta là Brandy Trading Center, chứng khoán Mỹ trong tầm tay. Mọi người chỉ cần bấm ba chữ đầu thôi thì nó sẽ hiện ra ha. Nhớ like và follow cho cái page này anh chị ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ quay trở lại với cái câu chuyện của Tesla, thì sau 2 tuần rớt á, Tesla nó đang trải qua cái tuần vừa qua một cái cây nến dạng Doji, tức là consolidate đó anh chị, để nó quyết định được rằng ở đây buyer có hold hay không, hay là tiếp tục sau một cái giai đoạn consolidate như thế này, và nó sẽ quyết định nó rớt tiếp về những cái vùng giá thấp hơn. Hiện tại thì Tesla ngày hôm thứ năm là một cái ngày rớt, là một cái ngày gap down. Tuy nhiên thì khá là bất ngờ khi mà ngày thứ sáu Tesla lại đóng một cái nến xanh rất là solid ở đây, mở cửa ra ở cái vùng giá 166. Tuy nhiên thì đóng cửa ngày thứ sáu là tầm khoảng 170.83. Nhìn trên khung lớn đó anh chị thì Tesla chắc chắn vẫn đang ở trong một cái xu hướng giảm khá là bền vững rồi, khi mà ở đây chúng ta có thể thấy những cái đáy sau và đỉnh sau thấp hơn những cái đáy trước và đỉnh trước rất là rõ ràng đúng không ạ? Và đối với bản thân em thấy đó, Tesla trong tương lai gần trong tương lai gần có thể sẽ rớt thêm tầm 1 cho tới 2 nhịp nữa. Vậy thì rớt vào đâu? Ở đây thì em có một vài cái suy nghĩ và cái zone mà em nghĩ rằng Tesla có khả năng nó sẽ rớt về. Cái zone màu xanh lá cây này đang là một cái zone mà nó làm cho em thấy rất là interested, tức là về tới khu vực này. Nếu như mà nó deep xuống cái khu vực này tầm khoảng 125 cho tới khu vực 150 thì đây sẽ là cái zone mà em consider đối với bản thân em là một cái zone buy. Bởi vì sao? Ở đây chúng ta có những cái khu vực gì ạ? Một cái trend line support như em đã vẽ ở đây, điểm chạm thứ nhất, thứ hai, và đây là cái zone mà có thể Tesla về để tạo một cái điểm điểm chạm thứ ba. Đó là về những cái khía cạnh phân tích kỹ thuật mà mình vẫn thường hay xài. Nâng cao hơn một chút là về cái volume. Ở đây thì em sẽ pull up cái volume profile cho mọi người có thể thấy được rằng đây là một cái khu vực mà lượng thanh khoản giao dịch đó, nó rất là nhiều. Khi mà mình tham gia vào thị trường đó anh chị, thị trường nó sẽ có những cái thói quen cũng như là những cái cách đi như thế nào. Nó sẽ đi từ cái khu vực nhiều volume này cho tới khu vực nhiều volume khác. Đó là lý do tại sao mà em thấy rất là interested với cái khu vực này. Và nếu như mà mọi người nào, anh chị nào ở trong nhóm và biết về ICT á, thì đây cũng là một cái zone nó gọi là reverse fair value gap, một cái kiểu TA mà nhóm chúng em dùng rất là thành thạo để mình có thể mình đánh cho cái mảng future rất là work đúng không ạ? Thì bởi vì ba cái yếu tố đó cho nên nó làm cho em thấy được rằng đây là một cái zone nó khiến cho em rất là interested, và mình chờ xem trong cái khoảng thời gian tiếp theo Tesla nó sẽ đi theo cái chiều hướng như thế nào. Nếu như mà về tới khu vực này có những cái động thái muốn hold thì em tiếp tục em lót xe vô và full size position cho cái lệnh Tesla này mà chúng ta đang nắm giữ 50% ở cái vùng giá là 200 đúng không ạ? Như em vẫn public cho mọi người trong tất cả các cái video và mỗi tuần không giấu giếm gì hết, đang cầm 50% Tesla ở cái vực giá 200. Đối với bản thân em, 200 nó là một cái vùng giá fair, không quá rẻ cũng không quá mắc. Và cái việc mà em chỉ cho anh chị trong nhóm á lót 50% là nó cũng đã có ý đồ, và em cũng đã nói rất rõ từ đầu đúng không ạ? Về những cái vùng giá thấp hơn, nếu như mà nó đậu được ở đó, nó hold được ở đó thì mình sẽ full size position, và từ đó mình sẽ có một cái giá nó rất là tốt nhất, chứ không ai biết được đỉnh ở đâu và đáy ở đâu hết anh chị. Nếu như mà người ta biết được đỉnh ở đâu và đáy ở đâu thì trên thế giới này đâu còn người nghèo nữa đâu đúng không? Ai cũng bắt đáy và bắt đỉnh hết thì lúc đó làm gì còn cái stock market này nữa đúng không ạ? Thì đây là cái kế hoạch cũng như là cái update của em cho cái mã cổ phiếu Tesla này cho cái khoảng thời gian tiếp theo, at least là trong cái tuần tiếp theo. Và đây cũng là cái mã cuối cùng mà em muốn gửi đến cho anh chị trong cái video phân tích chuyên sâu ngày hôm nay. Một lần nữa mọi người nhớ like và share cái video này để lan tỏa tới những cái người user khác họ chưa biết về mình anh chị ha. Và chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân. Một tuần giao dịch tiếp theo đại thắng, kiếm được thật nhiều tiền từ stock market. Xin chào và hẹn gặp lại.